Bonjour, mes chers amis. Hai chồng Nga xin chào ông bà cô dì chú bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần các bạn. Hai chồng Nga đi dạo mấy cái siêu thị cửa hàng á, coi như mua nước uống hay coi thử nó bán là những cái gì mà rẻ đó các bạn. Mà mình tăng á thì coi như hai chồng Nga mua đi chợ. Nga mời các bạn đi chợ dạo chợ cùng hai chồng Nga nha. Voilà, aujourd'hui samedi, là c'est le week-end, ma femme et moi, nous allons faire des courses dans certains supermarchés. Aujourd'hui, nous sommes au Grand Frais, à Tarbes. Đây là gian hàng, coi như là rau củ quả đó các bạn. Rất là tươi nha các bạn. Ở trên có trái bơ các bạn. Còn dưa leo này nè, đang quảng cáo rất là... và nó quảng cáo hai chỗ đó, chỗ mơ vô mới vô cửa cái chỗ này các bạn. Có ra đi mà nghe nói các bạn nè. Ở nhà nghe đang trồng á là nó lên vậy nè các bạn. Đó. Nếu mà lấy bự thì nó lên vậy nè. Cái lá ăn được luôn nha các bạn, cái lá ăn được luôn á. Mà cái củ ăn cũng được luôn. Ở đây thì nó bán 1.40 một cái này nha các bạn. Nó bó một bó nhỏ vậy nè. Là 1.40 nha các bạn. Hôm nay cũng rẻ đó, cái chưa nó mà chưa vô mùa đó các bạn biết không, nó bán là khoảng 2 đô mấy là mà một bó vậy các bạn. Atiso các bạn, Atiso thì đầu mùa thành ra nó hơi mắc các bạn, nó bán một cái này nha, một cái vậy là 2 đô các bạn, bán một cái là 2 đô các bạn. Bí dễ thương quá các bạn ha, bông da ha cũng là lá diêm nè các bạn. Cái này là bông bí nha các bạn ha. Bí này dạng bí nhỏ nhỏ thì đủ loại hết nha các bạn. Su su, đây cũng bán su su của mình nè, đang trồng đó các bạn. Chí tô rồi các bạn, nhưng mà không phải, cái này là gì ba? À, không có của Pháp hả ba, cái này ông xã Nga nói. Không có của Pháp màu tím. À chào mấy người bạn. Chào tất cả mấy người bạn. Không quý của Pháp nó màu tím. Màu tím. Thơm lắm. Nó nghe mùi khác hả ba ha. Ăn cái này nó bớt chút đậm. Cái này là làm chậu bán hả ba hay là nó cái chậu không? Mình tỉ cho trầm cái này ngang là luôn. Người ta bán giống trong như trong là có rễ nha các bạn, có nghĩa là ai thích gì ăn thì mình chỉ có lá trên ăn, ở dưới là có rễ với chồng. Nè, các bạn một chậu như vậy đó, nó bán bao nhiêu ba? 1.99 đồng. 1.99 đồng là mấy cây ba? Nếu mà mua 2 chậu đó thì được là nó rẻ hơn 3 đồng rưỡi. Bao nhiêu 2 chậu thì ba? 7-8 cây. Còn cái này là lá gì cũng rau rau luôn hả ba? Ở đây có nhưng bây giờ mấy người Tây họ cũng có mấy những cái loại mà lá đó các bạn. Chậu quế xanh nè. Mua quế xanh của Tây các bạn, của Pháp đó các bạn. Ông sáng nay nó cũng thơm lắm đó các bạn. Cũng bán đủ hết rau măng hả ba hai. Ngò có luôn. Cũng bán đủ hết các bạn. Nó mua sẵn để cho trồng nhà luôn nè. Nó bán một chậu vậy là 2 rô các bạn. Một chậu là 2 rô á, có 6 cây các bạn. Còn đây là cỏ nha các bạn. À vậy hả? Cao bự hả? Cỏ cỏ tây rồi lá niêm đồ đủ hết nha các bạn. Có hành luôn ha, hành này hành tây hả ba ha. Hành lá nó của tây cái này thơm lắm các bạn, ta dễ chiên trứng á. Chiên trứng á cũng có ngò luôn nè các bạn nè. Có bán rau măng của mình luôn rồi ba, thơm. Còn cái này là nè, cái này kêu bằng ở nhà mình có trồng phải không ba? Vaccine của Ý. Ý hả? Cái này ở nhà nghe có trồng không, nghe nói với các bạn ông xã Nga trồng để mà nhiều khi làm món tây các bạn mình làm lên ha ba ha, dễ trồng ha, thơm lắm nha các bạn. Đầu mùa thì nó bán hơi mắc nha, rồi khi nào mà có nhiều thì nó mới bán rẻ. Đây là hành, còn cái này là trái kiwi nha các bạn. Kiwi mà nghe nói nhà nhà chồng á, câu chuyện năm nay nó được trái nha các bạn. Do nó bán là giá một trái là 60 cm á, một trái nha các bạn, nhìn một trái này nha. Trái này là 60 cm các bạn, bán được trái đó. Tại vì cái loại này bây giờ người ta cũng ăn nhiều lắm, nhiều vitamin nha các bạn. Thành ra họ bán trái cái không bán kilo. Thì các bạn nghĩ một trái này 60 cm thì kilo biết bao nhiêu tiền rồi, mắc lắm nha các bạn.
thấy dưa hấu bự dễ xào hơn. Nè, chén mì lòng nha các bạn, ăn giống đu đủ lắm các bạn, mà nó ngon hơn đu đủ mình á, thơm. Mỗi một mùi nó có khẩu vị khác, đu đủ mình thì nó thơm cái kiểu khác, ăn thì nó ngon cho kiểu kia của cái người châu Á mình. Còn cái mê lông này á, thì nó trồng được bên xứ lạnh, thành ra nó ăn nó cũng gọt ra từ từ như đu đủ, nhưng mà nó có mùi vị khác nha các bạn. Thì cũng vô dòng mùa đó các bạn, nó bán là một trái là 3 euro nha các bạn, cũng rất là ngon nha các bạn. Bên đây người Pháp họ cũng thích ăn lắm nha các bạn. Mua được xài cũng rẻ lắm nha các bạn, có 0.99 cm một trái, chưa giống như là chưa tới 1 euro một trái các bạn. Thì bên đây nó cũng có bán đu đủ nha các bạn, nó bán chuối cao ha các bạn ha, nó bán chuối cao, thì chuối cao bên đây bán mắc lắm. Họ làm chừng một cái hộp bắp kê nhìn nhỏ vậy, khoảng chừng 5 trái gì đó là 3 euro rưỡi các bạn, 3,5 euro nha, cái hộp bắp kê nhỏ vậy nha. Ở nhà hay trồng cây nha đam này các bạn, ở đây cũng bán cây nha đam nha các bạn, ở đây nó bán một cây nha đam nha, không có để giá ở đây. Ở đây thì nó bán nha đam cũng một cái thì cũng mắc tiền nha các bạn. Có khế thì có bán mẫu mẫn cầu nha các bạn, mẫn cầu này của Brazil, ở 9,80 euro/kg các bạn, bự ghê hết các bạn ha, nhìn thấy ngon nghe ha, nhìn cá xin nha các bạn. Sẵn nghe nói là goya đó là vậy nha các bạn, là cái loại ổi đó, ổi nha các bạn, ổi này nè là chữa bệnh đó, ta nói bây giờ người Pháp bây giờ ta coi đó, là ta thích ăn cái loại này nè, ta ép lên ta làm nước uống cho các bạn, vậy như chữa bệnh nha, chữa nhiều bệnh đó các bạn đó. Thì nó bán 1 kg là 50 euro nha các bạn. Có mặn cục nha các bạn ha, đây cũng có bán cục nè, có dừa nha các bạn, dừa này là ở Việt Nam á các bạn, cái bán là một trái là 3 euro nha các bạn, một trái dừa nè, làm sẵn hết này, có ống hút nè, rồi có trái dừa người ta làm sẵn hết, mình cứ mua về rồi mình cắt cái đầu rồi mình uống thôi, bán một trái là 3 euro các bạn. Còn như dừa này, dừa khô vừa nạo thì nó bán 1,5 euro trái nha các bạn, trái một trái rồi 1,5 euro. Còn ở đây măng cục này thì ở Indonesia nha các bạn, hôm nay thì bán loại măng cục ở Indonesia nè, cái nhá măng cục nha các bạn là 14,80 euro/kg các bạn, măng cục này. Rồi nó có bán mía nha các bạn, mía thì nó bán là một khúc này nha các bạn, một khúc nhỏ vậy nè, là 0.99 cm các bạn, được gần 1 euro đó, một cây này nha các bạn, nhá một cây này nè, 0.99 cm một cái. Đây là dừa nước của Thái Lan nha các bạn, Nga cũng hay nấu chè nấu chia cũng ngon lắm nha các bạn, nó bán là 1,60 một cái. Còn đây là me nè các bạn, me mà me dạng như là me tươi đó các bạn, me tươi đó, me tươi này của Thái Lan luôn nha các bạn, về Thái Lan các bạn, vì Thái Lan các bạn, một hộp nữa là 3 euro các bạn, hộp vậy nha, me tươi đó, me chín đó các bạn, để cho mỗi hộp đó, một bắp kê này nhé, là 3 euro các bạn, có đu đủ sống nha các bạn. Phải đây là giống như củ nghệ quá đó các bạn ha, nghe thấy là lâu quá rồi nghe cũng xin cua đi, hay còn đây là cái chuối nha các bạn, lá chuối này nó bán là nè các bạn coi nè, cái lá chuối nè nó là phơ và banana nè, là Thái Lan, là một cái như là 6 euro các bạn. Có mấy lá này nè, một cái gì đó, một cách cái lá chuối này nè, là 6 euro các bạn. Đó bởi ngày nhà ở nhà nghe trồng chuối, nghe trồng để mà làm bánh chưng, bánh rít, bánh tét hay cái này kia đó mình làm, nó hay mình hấp xôi đó, là đỡ vậy các bạn. Đó các bạn coi một cái sách nhỏ vậy thôi đó mà bán 6 euro nha bạn, các bạn lá chuối 6 euro với mặt kề đấy đó, thì cũng có sẵn nha các bạn.
dây gừng. À, gừng hôm nay nó bán là 50 rô cũng lên giá các bạn, rừng này nè. À, cũng rượu một ít. Tại đây ở gừng đây thì nó bán tương đối là so với những cái siêu thị khác thì cũng bằng giá, có lúc rẻ một tí xíu, thường thường bằng giá. Nhưng có một cái là các bạn biết làm sao không? À, rất là tươi, gừng ở đây nó bán nhiều lắm, cái số lượng nhiều rất là tươi các bạn. Còn đây là khoai môn nha các bạn. Khoai môn thì nó bán hôm nay cũng lên giá các bạn, là 6 euro một kilo nè. Nó khoai môn của mình đó các bạn. Nhưng mà hôm nay bự ngon nha các bạn. Rất là ngon. Còn ông xã nghe nói cái loại khoai này nè, khoai mà tago này nè là cũng 6 euro một kilo luôn nha các bạn. À, nhất định. Đó, à, cái loại này ăn nè, người Nhật với ở bên Pháp bây giờ họ cũng ăn nhiều để chữa bệnh đó các bạn. Bự ghê không các bạn, đó là cái loại đó nha các bạn ha. Còn khoai mì, ở đây cũng bán khoai mì luôn nè các bạn. Đây, đây không có khoai mì á. Hôm nay thì 3 euro một kg nha các bạn, khoai mì. Còn đây nó bán chuối nha các bạn. Chuối này không biết là chuối con lupia. Đây là chuối nha các bạn. Đồn. Bán 3 euro kilo các bạn. Nó có vừa loại sống rồi là loại chín các bạn. Còn bên đây là bán hai cái dâu nha các bạn, bắt đầu vô mùa bán dâu rồi các bạn. Ta bán dâu nhiều lắm rồi đó. Ở đây thì họ bán một bắp kê các bạn, một bắp kê là 5 euro. Một bắp kê là nửa kilo của các bạn. Nè. Nửa kilo nha nha. 50 euro trả gì 1 ký là 10 euro các bạn. Đó. À, hôm nghe nói các bạn ở vườn nghe trồng cái loại trái cây này nè. À, hôm ông xã nghe hô á lên được mấy trái nhỏ đó, rồi hai chồng ăn thử á, khi nó chín là vậy nè các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Bán là nhỏ, cái giá bán là 8 euro một ký ở cái đô các bạn. Đây. Nó kêu bằng thơm bò. 8 euro cái đô á. Nhà nó đang trồng đó các bạn. Nó đang nhảy cây nhưng mà không biết là năm nay nó cho nhiều hay không. Đây, cái này là trái lớn nha các bạn, còn không nha, nó còn nhỏ thì nó bán một cái bắp kê nha nha. Một bắp kê vậy là 3 euro các bạn, nhìn nhỏ nhỏ, nhìn xíu xíu này nè. Đó 125 gram đó là 3 euro các bạn. Ở đây có mấy cái loại trái cây của Tây cũng rất là ngon nha các bạn, cũng chữa bệnh rồi cũng rất là ngon. Còn cái đây là cái loại cây mà nghe nói với các bạn mà ở nhà nghe trồng á, mà cái lá với cái cây bự đó của Tây đó, để làm Tây thì người ta làm cơm chua. À, người ta làm cũng chưa là làm mứt các bạn để ăn bánh mì á, chép bơ đó. Còn mấy cái tata nghe kêu tata là mấy gì mấy cô mấy bác lớn tuổi đó, qua bên Việt Nam mà qua lâu á thì người ta chỉ nha là lấy cái này nè, cái lá thì mình bỏ, nhưng mà cái cây nè, cái cây, cái thân cây của cái lá đó là mình tước ra mình nấu canh chua ăn, nó rất là ngon nha các bạn. Ăn giống như là bạc hà đó, nhưng mà vì nó có cái chất chua. Cũng tước ra y chang vậy đó, rồi mình cắt mình nấu ngon lắm nha các bạn. Mình nấu cái này thì mình không cần bỏ me nha, tại vì nó chua lắm nha, nó có cái chất chua trong cái cây rồi, mình chỉ là bỏ giùm nấu canh chua thôi, là khỏi bỏ me ha các bạn ha. Nè, cái cây nè, cây bét nha nha nè, nha cây bét nè các bạn, cái bán đầu mùa đó là 5 euro nè. Nghe nói cái cây trước nhà nghe trồng nè, là cái loại trái này nha các bạn, cái này là loại cây lớn, cái trái nó lớn như vậy nha. Còn cái cây của Nga thì nó mới trồng, nó còn nhỏ. Đó là loại trái này nha các bạn. Còn nghe trái dây chứ nhé. Trái này cũng ăn rất là ngon nha các bạn, 6 euro kg luôn. Trái cây ở đây thì là cái ăn hàng này bán trái cây rất là tươi nha các bạn, tươi lắm. Thành ra cái người mà người ta mua mà thích mua là ghim trái cây thì người ta vô người ta mua nhiều lắm các bạn. Tại rất là tươi. Đồ tươi dữ lắm. Nó mắc hơn ở ngoài tí xíu. Ổi hả bạn? Có 5 đồng ký luôn.
nó bớt giá phân nửa. Ủa bà hả, nó gì bớt giá hả? Ừ. Xã nhà mua được 4 trái ổi nha các bạn. Ổi. Ừ. À, giá nhiêu ạ? À? Giá bán chứ. Giá 10 đồng như vậy nó bán 5 đồng. À, hôm nay bán 1 rưỡi giá hả? Rồi. À, mua thử vậy thử phải không? À, 1 ký là 10 đô. 600 đồng. 1 ký. Tính ra là bao nhiêu? 1 ký đó là 10 đô nha các bạn, mà ông xã nói hôm nay chắc chín quá đó. À, rồi nó bán nó sợ bị hư đó các bạn. Làm sinh tố mua nữa. Sinh ra coi như ông xã nha, thấy nó giảm giá tại chắc chín quá cho bà nhưng mới bà giảm giá đúng vậy nha bà. Thành ra nó bán còn 50 rô, ông xã nghe lấy 4 trái đó các bạn. Vì nghe thấy còn ít mà ba héo mà. Nè còn ngày sari rồi. Đó cái ngày sari nha. Rồi. 14 đồng 80 một ký lô nha các bạn nha. Này vô mùa dữ nha. Tại vì năm nay nó kiếm. Mưa năm nay mưa nhiều quá nó hư đó các bạn. Giống cây nhà mình á, hôm hai chồng ngay vừa hái vừa chạy với mưa. Hái có 2 ký đô rồi. 2 ký mấy các bạn. Vô hai chồng ăn buổi chiều hết trơn các bạn. Tại vì rửa rồi mưa đó mình để qua đêm cái là bị hư, trái nó bự đó. Đó thì cái mà hôm hai chồng nó hái á là nó bự. Nó không được bự bằng cái này nhưng mà nó đỏ vậy tại mình trồng nó là mình trồng nha tuyên các bạn, nó không có bự bằng kiểu này đâu nha, nhưng mà ăn nó rất là ngon đó. Mà khi các bạn để chín quá thì nó sẽ ra màu này nha, màu đỏ tím á ba ha. Cái này bán nhiêu ba? Cái này bán mắc hơn nữa cho ba nửa, cái này bán 9 đồng 98 là 10 đô một kilo. À, cái này rẻ hơn nửa kilo. Nó bán 5 đồng. Một cái bắp kê này nửa kilo là 5 đồng 50 đô các bạn. Nhưng mà cái này, cái trái này thì nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn, nhưng mình ăn ở bên trái cây bên Tây mình ăn trái nhỏ là nó thấy còn chắc ăn hơn là mua mấy cái loại mà quá bự cũng nguy hiểm lắm nha các bạn. Còn đây là đậu bắp nè các bạn. Đậu bắp nè, đậu bắp nè. Bán 7 euro 80 một kilo các bạn. Nó bằng giá mà 1 kilo gà ngon ở bên đây nó bán đó, các bạn 7 euro mấy đó. Đậu bắp nó cũng bằng gà cái giá đó, đó các bạn. Bởi năm trước thì nhà Nga trồng được cũng khoảng 13 cây, mà mỗi cây nó cũng cho được 2-3 đợt đậu bắp đó các bạn. Một cây có khoảng 10 mấy trái, ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Mình ông xã nhà mà ra canh vừa lên tươi đó, hái vô ăn sống luôn các bạn. Năm nay là trời lạnh quá, không có trồng gieo 2 đợt mà không có lên nổi các bạn. Nga cũng mua được 1 ký gừng. Gừng hôm nay mắc nhưng mà bắt buộc phải mua các bạn, tại gừng đi tươi. Rồi mình mua về để mà mỗi buổi sáng nấu trà đó, dạo ngay giống sáng nấu uống. À, các bạn coi ngày đó, hôm nay Nga cũng mua bịch giá về để ăn ăn phở bò đó các bạn. Có nè, một bán kilo nè, kilo nè, giá cũng tươi lắm nha các bạn. Một kilo nè, có một kilo rưỡi nha các bạn. Cái chỗ này thì nó lại bán giá rẻ hơn mấy cái cửa hàng khác các bạn. Mấy cửa hàng khác hả, là bán cả mà cửa hàng nguyên cửa hàng mà ba cái gì bà Barito ở Tulu ba ha. Cũng bán 3 luôn mấy gần 4 luôn cái lô các bạn, mà ở đây bán nửa giá đó các bạn. Chỉ ở đây là bán là giá là rẻ nhất. Rẻ mà đòi to ngon các bạn. Rồi hai chồng Nga mới về tới nhà đó các bạn. Nga đem cái cà đem ra lát ra. Lúc mà mua xong mình tưởng là cái giá rẻ, nhưng mà ra ngoài các bạn biết không, họ bớt nữa đó. Giống như hồi lúc trước cái này là 1,5 euro cái gì thì mình mua nó đã bớt rồi, còn có 0.99 cm. Nhưng mà hôm nay thì nó ghi cái bảng là trừ thêm 34% các bạn. Thành ra kết cuộc mình nhà mua 8 cái hộp lát này thì ra còn có một hộp là có 0.33 cm mà các bạn chưa đó, và trừ thêm 34% nữa các bạn. Coi một hộp kem vậy nè mà có 450 gram các bạn ha, mà còn mà bán có 0.33 cm thôi, từ 1,5 euro mà nó giảm đến lần thứ ba là còn có 0.33 cm các bạn. Rồi Nga lấy cái giỏ Nga đựng chỉ được 8 cái hộp này, Nga lấy 8 hộp. Cái này ngăn rồi nha các bạn, rất là ngon nha các bạn. Nó có sô-cô-la, có coco, rồi có cái chất kem sữa các bạn, rất là béo, ngon lắm các bạn. Rồi Nga lấy thêm cái 3 cái hộp này thì nó bán là cái hộp này thì cũng là 900 đó các bạn. 900 gram mà nó bán còn có hôm nay giảm giá còn có 0.99 cm, chưa tới 1 euro á. Nga lấy 3 hộp coi như là để dùng người tủ đá cho dành khi nào mà hai chồng làm vườn các bạn ra ngoài chảy mồ hôi rồi mệt tới mình vô thì trời nóng nhưng mà ăn tí xíu
mình có sẵn ở trong nhà mình ăn, rồi làm miếng bánh ngọt giống như mình ăn dừa bánh ngọt với kem đó các bạn. Rồi qua lên cái gian hàng bán thịt, mà cửa hàng bán thịt đó các bạn, thì cũng mua được thịt rẻ đó các bạn. Coi như cái hộp tôm này nè, nó cũng giảm 30% nè các bạn, nó giảm 30%. Rồi được thịt này dạng như thịt gà Tây nha các bạn. Mấy đứa con Nga đó thì nó khoái ăn cái loại này lắm. Coi như người ta đốc thịt ra hết. Con gà họ róc da hết các bạn. Họ chỉ lấy cái thịt trắng của con gà thôi. Nhưng mà gọi gà Tây này á, nó mắc hơn gà thương tí xíu đó. Có tí xíu. Nhưng mà quan trọng con cái là thịt nó ăn rất là dai các bạn. Nó cũng giảm 30% nè các bạn. Đây. Rồi còn 4 hộp, Nga lấy hết 4 hộp. Một hộp của nó là 1 kg đó các bạn. Thì Nga lấy 4 kg nha gì thì Nga cũng bỏ vô sách ni lông đó các bạn. Coi mấy đứa con Nga coi lượng nó ăn khoảng bao nhiêu thì Nga để một sách vậy đó với gia đình Nga. Rồi xong rồi khi nào thì mấy đứa con nó cần thì nó nói thì nhà cho tụi nó các bạn để dễ dành ở nhà ăn. Nhà coi như là được 4 kg thịt gà Tây với nửa ký tôm, giảm 30% đó các bạn. Hôm nay hai chồng Nga đi dạo cũng 4 chợ đó các bạn. Cũng hên từ cuối tuần nay rồi cũng may mắn mua cũng được nhiều loại trái cây, rồi lá cà lem, rồi cũng được thịt rẻ các bạn, giống như là mơ lông nha các bạn, nửa giá nha các bạn. Mấy cái tiệm kia nó bán là 2,50 €, có thể 2,60 € một trái, mà hôm nay thì em tụi Nga mua được có 1,29 nè các bạn. Nó bán nè một trái này nè, trái mơ lông mà nãy Nga nói các bạn á, mà nãy ở Răng Phê mà nó về là 2,299 một trái đó. Mà Nga mua được ở bên phía cửa hàng bên kia kìa, thì Nga mua được 1,29 một trái. Nga nói ăn rất là ngon, nhớ ăn tựa như đu đủ luôn các bạn, nhưng mà có nó có mùi vị khác đu đủ thôi. Thì Nga mua, Nga tính mua 10 trái mà ông xã nói lấy số 9 may mắn. Ông xã nhờ các cuộc bỏ là 1 trái, Nga lấy 9 trái nha các bạn. Xã 9 trái thì mình lựa được lấy 9 trái mà có 1,29 một trái nè các bạn, nửa giá các bạn, rẻ hơn nửa giá của mấy chỗ khác đó các bạn. Xoài cũng nửa giá luôn đó các bạn. Sai thì mấy chỗ kia nó bán 1,60 €, 1,70 € một trái, thì hôm nay Nga mua được là 0,99 một trái các bạn. Thì Nga lấy cũng 9 trái luôn. Bên kia 9 trái thì Nga cũng nên chơi 9 trái xài. Tại cái xài này mình thấy tự nhiên nó bán rẻ quá rồi mình không biết là ngon hay không, mình chưa có ăn thử. Thành ra lấy tạm 9 trái các bạn. Nếu mà ăn ngon thì đợt sau mình nó còn giá đó thì mình mua nhiều hơn. Thì Nga lấy là 9 trái xài. Cũng không 99 một trái với các bạn, chưa tới 1 euro á. Còn ổi này mà các bạn, ổi mà ông xã Nga nói nè, ổi này hình như của không biết là phải của Việt Nam hay Thái Lan hay không, không biết gì hỏi là ông xã Nga. Nhưng mà ổi này thì nó bán là 10 € ký lô nha các bạn, mà cũng còn một số ít mà như Nga nghĩ là họ giảm 50%, tại cái này ít cái khi nào giảm lắm các bạn. Tại vì cũng mà những cái xứ mà xứ nóng á, có thể Việt Nam, Indonesia hay là Thái Lan á, thành ra họ nhập ra phải nói là thuế má cũng mắc, thành ra mấy cái này là họ bán rất là mắc. Nhưng mà hôm nay mà giảm thì Nga nghĩ là tại nó hơi vàng á các bạn, Nga nghĩ cái vỏ nó hơi vàng rồi còn một ít á, thành ra nó giảm 50% đó. Ông xã Nga mua coi như còn có 50 € ký lô thì ông xã Nga lấy 5 trái. Tại vì tính là mua nước ổi gì, ông xã Nga nói ước nước ổi đó, người ta nói là chữa cũng nhiều bệnh á, thành ra tính mua nước ở bên đây nó có loại mà nước ổi này ép sẵn luôn, ép ra cái nước luôn. Nhưng mà kiếm hai cửa hàng không có, thôi sẵn ngang qua cái cửa hàng thứ ba này, cái ông xã nghe thấy ổi này nè cũng giảm nửa giá, thì ông xã nghe nói thôi mình mua ổi tươi vậy gì mình xay sinh tố đi, vậy mình lấy cái nước cái mình uống coi thử tại sao. Thì khi nào mà Nga làm Nga xay sinh tố mà cái dạng mà ổi xong rồi cho các bạn xem ha. Thành gai ổi mình mua được cũng nửa giá luôn các bạn. Ông xã Nga nói là 5 trái ổi cũng mừng 600 g á các bạn. Rồi cái bơ bên đây thì cũng rẻ luôn, cũng mua được rẻ luôn. Mấy chỗ khác thì nó bán là 1 € một trái, rẻ lắm mà cũng là 90 cm một trái các bạn. Mà ở chỗ này thì nó bán Nga thì nó nói là cái ba trái là 2 €, thì Nga mua nó là 8 € thì được là 12 trái các bạn.
rồi như cũng rẻ ha, mua cảm ơn nha các bạn. Cái này thì để nó chín xong rồi mình quay sinh tố, nhất là trời mùa nắng này nha các bạn, mình bỏ sữa vô, cái nước đá vô là uống là ngon tuyệt vời nha các bạn. Rồi cái thơm, thơm cũng rẻ luôn, cũng được nửa giá. Mà chỗ này thì nó còn mấy trái thơm, nghe nghĩ là nó còn ít quá đó, nó cũng sợ là trời nóng nha, mau hư nè, thành ra nó bán nửa giá. Của chỗ khác á, thì nó bán là 2 euro rưỡi, 2 euro 60 một trái. Mà chỗ này nó bán có 1 euro 29 nha các bạn, một trái nha các bạn. Rồi cái nghe thấy vậy thì còn 3 trái nè, 3 trái thì còn tốt, nghe lấy 3 trái thơm, cũng được nửa giá. Rồi cam các bạn, cam thì một mùa này á, thì chưa có rẻ mấy, nhưng mà cũng chỗ này cũng bán rẻ hơn mấy chỗ khác, thì nga mua cũng 2 kg là cũng gần 3 euro các bạn, thì mua được cam cũng ngon, cam này cam ngọt các bạn đó, coi như là đi chợ thì thấy cái gì mà rẻ là cái mua, coi như là từ hôm giờ từ gái ngay gì đó là chưa có đi chợ đó, thành ra sẵn rồi mua trái cây này trưng lên bàn thờ Phật, chờ bàn thờ Chúa rồi của ông bà cha mẹ đó các bạn, để mà trưng mình dâng lễ xong rồi cái mình cúng xong rồi để vợ chồng con cái mình ăn, hai chồng ngay gia đình nhà cũng ăn trái cây dữ lắm, khi nào mà rẻ là cũng mua trái cây với các bạn rồi ăn á. Chào các bạn, đến đây hai chồng Nga tạm dừng cái video này nha các bạn, giờ Nga sẽ chuẩn bị ngay dọn mấy cái đồ ăn rồi cái nào để sắp xếp trong sách thì để tủ đá thì để các bạn, còn cái nào mà mình ăn tươi mình để hoài thì mình để. Thì bây giờ Nga đang chuẩn bị Nga dọn dẹp vô mình nãy ngay đi chợ vô tủ lạnh tủ đá ha các bạn ha. Đến đây hai chồng Nga tạm dừng cái video này nha các bạn, hai chồng Nga cảm ơn các bạn rất là nhiều, hai chồng Nga cầu chúc cho ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn một ngày bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Merci beaucoup, tú đê mon bon santé, tú đê mon au revoir, à bientôt, bye bye các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye, bisous.